Và Lý xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bản tin Hoa Thị Đốn. Kính thưa quý vị, mở đầu trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị đón xem tin lễ hội mừng xuân Vix Arts. Kế đến là phỏng sự lễ chào cờ đầu năm của các liên đoàn hướng đạo Việt Nam vùng Hoa Thị Đốn. Sau đó là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính. Cuối cùng xin kính mời quý vị đón xem phần tiếp nối của cuộc phỏng vấn học giả Nguyễn Hữu Hiệu về câu chuyện rắn trồng năm tỵ. Trước hết xin kính mời quý vị theo dõi lễ hội mừng xuân Vix Arts. Lễ hội mừng xuân Vix Arts diễn ra tại thành phố Rockville thuộc tiểu bang Maryland vào sáng thứ Bảy 16 tháng 2 đã thu hút hàng trăm người tham dự cùng với quý quan khách. Đây là một chương trình mừng Tết Nguyên đán duy nhất trong quận Montgomery trước sự bảo trợ của các cơ sở thương mại, các mạnh thường quân cùng với sự tham gia và thực hiện chương trình của các cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương. Chương trình được bắt đầu với cuộc diễn hành từ trung tâm thương mại thị phố Rockville Times Square, nhộn nhịp đầy màu sắc, xen lẫn những tiết mục vũ múa, múa lân, múa rồng, trình diễn võ thuật, cùng với sự góp mặt của các hoa hậu Miss Chinese America và Miss Vietnam DC. Tuy nhiệt độ bên ngoài 37 độ F, nhưng chợ trời Asian Street trên đường phố đã gây sự hiếu kỳ và hấp dẫn người tham dự với những gian hàng thức ăn, quà thủ công nghệ, các cơ sở thương mại và các phòng triển lãm nghệ thuật dọc theo đường phố. Đây là năm thứ ba ban tổ chức Trung tâm Nghệ thuật Vix Arts tổ chức lễ hội mừng Tết Nguyên đán trong quận Montgomery, với sự hiện diện vinh dự đặc biệt của Thượng nghị sĩ tiểu bang, các viên chức thành phố Rockville và quận Montgomery. Ngay theo sau những sinh hoạt khu trung tâm thương mại thị phố, Hội đồng thành phố Rockville và thị trưởng cùng với lực lượng người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương quảng đại tiệc nhẹ cùng với một chương trình biểu diễn văn hóa đa dạng tại tòa nhà văn phòng điều hành.